Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn tiếp tục một cái bộ chống for Xbox ha. Bộ này thì for Xbox mà mình custom lên cao cấp luôn nha các bạn. Mình thay mặt xịn hết, là mình thay set symbol xịn luôn của mình. Nó sẽ custom dual. Giờ mời các bạn xem video nha. Chào các bạn, trước mặt các bạn đang là một bộ Per Xbox với cấu hình là kích 22, thơm 10, 12, 16 và xanh em 14. Ở series này thì được hãng sử dụng gỗ White Burla và gỗ ASEAN Mahogany để hoàn thiện nha các bạn. Và cấu hình này mình đang setup một cái set symbol Mino Classic Custom Dual set 4 lá với cấu hình là 2S14, RAT 16 và một cái drive 20. Rồi được làm tại Đức nha các bạn. Đó, các bạn có thấy cái độ hoàn thiện rất là chi tiết và sắc sảo ở cái model Mino Symbol này. Ngoài ra mình nâng cấp toàn bộ set mặt xịn event cho cái setup này, gồm cái set gồm cái thơm 16 mình sử dụng cái mặt là Event Hermes, thơm 10, 12 mình sử dụng series Hydraulic, snare là Esteride ha. Thì với cái setup mà thay cái set mặt này giúp cho cái bộ chống mình nó sẽ hay hơn và lực hơn ha. Đó, bên này là cái cặp 2S Dual Classic Dual 14 inch. Đó, rồi ngoài ra thì mình có bổ sung cho cái set này một cái snare big color của Mino 10 inch nha các bạn. Đây là một cái dòng snare mới effect. Rồi, phần hardware thì mình đang sử dụng set hardware HWB834 ha. Đây là một cái series mới của hãng Per, sử dụng hai chân symbol boom luôn và một cái ghế Per D790 nha các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip này.